9 tháng qua, Ban vận động Quỹ vì người nghèo của tỉnh đã vận động kêu gọi và tiếp nhận từ các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, tấm lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ Quỹ vì người nghèo với số tiền trên 19 tỷ đồng. Cùng với nguồn quỹ hơn 4,5 tỷ đồng năm 2021 chuyển sang, Ban vận động Quỹ vì người nghèo của tỉnh đã phân bổ cho các địa phương. Qua đó đã hỗ trợ xây mới 332 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ 105 trường hợp hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 119 trường hợp khó khăn đột xuất, hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó và tặng quà hơn 5.000 suất quà Tết cho hộ nghèo. Quỹ cũng huy động hơn 12 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Võ Thanh An ghi nhận và cảm ơn những tình cảm quý báu, sự hỗ trợ kịp thời hiệu quả của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh đã chia sẻ, chăm lo, giúp đỡ người nghèo. Toàn tỉnh vẫn còn trên 33.800 hộ nghèo, hơn 26.200 hộ cận nghèo, hơn 2.000 hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở, đang rất cần những tấm lòng, nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng, chia sẻ, giúp đỡ để ổn định cuộc sống. Thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban vận động Quỹ vì người nghèo tỉnh, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Võ Thanh An kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, tấm lòng hảo tâm trong và ngoài tỉnh tiếp tục chung tay giúp đỡ người nghèo, ủng hộ Quỹ vì người nghèo các cấp, ủng hộ các chương trình an sinh xã hội của tỉnh với tinh thần chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Hưởng ứng phong trào vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau do Thủ tướng Chính phủ phát động, thực hiện tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022 và chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban vận động Quỹ vì nghèo tỉnh kêu gọi toàn thể nhân dân, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, lá đành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều, với tinh thần nhường cơm sẻ áo, tích cực tham gia đóng góp ủng hộ xây dựng Quỹ vì người nghèo để có thêm nguồn lực hỗ trợ cho các hộ nghèo về nhà ở, phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo bền vững. Để tháng cao điểm vì người nghèo năm 2022 triển khai hiệu quả, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi Võ Thanh An đề nghị mặt trận các cấp phối hợp với chính quyền, các ban ngành đoàn thể tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ Quỹ vì người nghèo, tập trung rà soát, nắm chắc số lượng, tình hình, nhu cầu của hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để xây dựng kế hoạch giúp đỡ cụ thể. Mong muốn mỗi hộ nghèo, người nghèo nỗ lực vươn lên thoát nghèo bền vững và tiếp tục có điều kiện giúp đỡ người khó khăn hơn. Tại buổi lễ phát động, 46 đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đã ủng hộ và đăng ký ủng hộ Quỹ vì người nghèo và an sinh xã hội của tỉnh Quảng Ngãi năm 2022 với tổng số tiền mặt trên 4,4 tỷ đồng và gần 3,4 tỷ đồng từ hiện vật.